Nhan sắc hạn chế, nhưng trai sáu màn ảnh Việt vẫn khiến mỹ nhân độ cái rằm. Dù không có lợi thế ngoại hình, nhưng những nhân vật dưới đây lại khiến trái tim các người đẹp trong phim Việt xao xuyến. Hùng Thái Hòa, chàng vợ của em. Không chỉ xấu trai, Hùng còn thua Mai, Phương Anh Đào cả trong sự nghiệp. Hùng vốn là chủ một tiệm sách cũ, anh trở thành giúp việc bất đắc dĩ cho Mai vì em gái của Hùng nhận công việc mà lại không có khả năng hoàn thành. Còn Mai là một cô gái xinh đẹp, tài năng và là nhân viên triển vọng của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Cô còn được soái ca mạnh Hứa Vĩ Văn theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng, Mai lại bị Hùng chinh phục bởi tâm hồn lương thiện, giàu sự cảm thông. Hơn nữa, Hùng còn là một người đàn ông giỏi việc nội trợ, chăm sóc cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Có thể nói, Hùng chính là mảnh ghép vừa khít cho người phụ nữ yêu công việc như Mai. Cô cần một người đàn ông có thể làm vợ của mình. Khi quyết định không đi Nhật mà đến trường, nơi Hùng đang dạy thể dục để tìm ăn, Mai đã quyết định lùi một bước để lựa chọn tình yêu. Đến lúc này cô mới hiểu ra, dù đam mê công việc tới đâu, cô cũng cần một tổ ấm để trở về. Hùng đã dạy cho Mai biết cách sẻ chia, cảm thông và hy sinh cho tình yêu hôn nhân. Đây cũng là lý do khiến anh có được trái tim cô gái ấy hiện đại, tưởng chừng rất kén chọn và khó chinh phục. Soái ca Cần Trô Xuân Nghị, trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Cảnh sát giao thông Đức Cần Trô cũng có ngoại hình không hề đẹp trai, nước da bánh mật cùng chất giọng địa phương ai nghe cũng phải ôm bụng cười. Tuy nhiên, sau một lần anh phạt Son Bảo Thanh thì lại khiến cô trúng tiếng sét ái tình. Son đã chủ động cầm cưa Đức nhưng anh lại từ chối bằng cách giới thiệu bạn gái của mình. Thật sự, việc Son nhìn trúng soái ca Cần Trô khiến mọi người bất ngờ, bởi dù Son cá tính hơi bất cần nhưng ngoại hình lại rất xinh xắn. Bên cạnh cô còn có anh bạn thân Đô là Chí Thiện, là bác sĩ điển trai lại nấu ăn ngon. Theo lẽ thường, các cô gái sẽ rung động vì Đô trước. Tuy nhiên, cơn sốt manh tên Cần Trô càng quét cộng đồng mạng sau đó, đã lý giải phần nào việc Son say nắng chàng cảnh sát này. Những cảnh Đức xuất hiện trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu đều có sức hút lớn bởi cách diễn có duyên và tự tin. Chất giọng địa phương trở thành điểm nhấn đặc biệt cho nhân vật của anh. Thậm chí những tập phim Cần Trô tạm vắng bóng, nhiệt của Ngày Ấy Mình Đã Yêu cũng giảm đi đáng kể. Sức hút của Hùng hay Cần Trôn đã chứng minh được câu nói, cái nết đánh chết cái đẹp. Tuy mối tình của Đức và Son không thể thành đôi như mong muốn của nhiều người bởi trái tim hai người rung động không cùng thời điểm, nhưng khán giả vẫn thích thú với chuyện tình này. Lợi thế ngoại hình giúp diễn viên rất nhiều trong việc để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, nhưng Thái Hòa và Xuân Nghị đã khẳng định được tài năng của mình trở thành soái ca đặc biệt trong lòng công chúng.